Xin chào các bạn, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là sự sum họp đoàn tụ nào đang đến với bạn. Rồi, các bạn chọn tụ bài nha, các bạn dựa vào con số, sắc màu hoặc là các chủ đá ở phía trên nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ vào phần trả bài cho các bạn tụ 1. Xin chào các bạn tụ 1, chúng ta nói về chủ đề là sự sum họp đoàn tụ nào đang đến với bạn. Chúng ta có lá, đầu tiên các bạn có reconciliation. Đây là những sự kết nối trở lại với các bạn nha, sự sum họp đoàn tụ với cái người mà các bạn đã có sự tương tác rồi. Trong một số ít trường hợp thì các bạn có sự sum họp đoàn tụ với người đã có nhân duyên với các bạn ở kiếp trước. Cho nên là, và đây có thể là tri kỷ, đây có thể là người yêu, đây có thể là một người mà sẽ có một cái nhân duyên nào đó, một cái sự hợp tác nào đó với các bạn trong kiếp sống này. Rồi, để mình xem tiếp. Các bạn có new beginning, sự khởi đầu mới. Prosperity, sự thịnh vượng. Ở các bạn tụ 1 mình còn có thấy sự tụ về nữa nha. Tức là cái sự sum họp đoàn tụ của các bạn tụ 1 á, cái rất là rõ ràng luôn chính là relationship, là các mối quan hệ mà các bạn đã từng tương tác với nhau. Có nghĩa là có sự sum họp đoàn tụ với, ví dụ như là những người bạn thân đã từng tách nhau ra vì mỗi người có một nhiệm vụ riêng cho việc học hoặc là cho công việc hoặc là nơi cư trú. Hoặc đây là sự sum họp đoàn tụ với người thân của các bạn. Để một chút nữa mình xem tiếp là cái lá này nó đại diện cho cái vấn đề tình yêu có nhiều hay không, là mình cần thêm thông tin á, thì mình mới có thể nói cho các bạn một cách rõ ràng hơn. Ở đây mình còn có thấy sự tụ về của các bạn nữa. Tức là ngoài cái sự sum họp đoàn tụ về các mối quan hệ thì các bạn tụ 1 còn có sự tụ về á, tức là giống như các bạn thu hút cái sự thịnh vượng, cái sự giàu có, cái sự phong phú là đến với các bạn nữa nha. Tức là bạn sẽ rất là gặp may mắn, gặp thời, có cái gì đó nó tụ về cho các bạn về yếu tố của tài lộc, sự thịnh vượng, sự phong phú, sự giàu có. Các bạn tụ 1 còn có những sự khởi đầu mới. Thì cái ý nghĩa khởi đầu mới này của các bạn tụ 1 á, nó giống như là sự bắt đầu lại cho những cái mối quan hệ của các bạn. Giống như các bạn đã từng là sum họp đoàn tụ rồi từng tách nhau ra vì bất kỳ một cái lý do gì. Nhưng mà thời gian sắp tới này nó lại là cái sự khởi đầu mới lại cho các bạn á. Tức là tất cả những cái sự mâu thuẫn gì đó các bạn đều xem nó là chuyện nhỏ hết á, mà các bạn bắt đầu trở lại cái tình cảm với nhau. Cái sự khởi đầu mới này của các bạn tụ 1 nó còn mang một cái ý nghĩa khác, đó là cái sự chuyển hóa cho cuộc đời của các bạn luôn nha. Giống như là các bạn có sự chuyển hóa từ bên trong, các bạn sống lại một, cũng là bạn đó, nhưng bạn sống lại, bạn vực dậy và bạn sống theo một cái cuộc đời mới của bạn. Có một số bạn mình nhìn thấy nó là một cái nơi chốn mới nữa, giống như các bạn có sự đi qua một cái nơi khác các bạn sinh sống, và các bạn có những cái sự bắt đầu trở lại tại một cái nơi mới. Mình có nhìn thấy một cái năng lượng khác nữa của các bạn tụ 1 á, thì cái sự bắt đầu mới này nó là cái không phải nó có thể là một sự chữa lành của các bạn á, tức là một cái sự hanh thông, một cái gì đó mà các bạn giải quyết được cái gì đó mà nó có cái đầu ra của nó, và hay còn gọi là một cái cánh cửa mở ra cho các bạn á, giống như là các bạn thoát khỏi cái tình trạng của sự trì trệ, sự nhàm chán hoặc là cái sự bế tắc, hoặc là các bạn tụ 1 sẽ thoát khỏi cái tình trạng là các bạn cảm thấy đau yếu, bệnh tật nè, các bạn sẽ thoát khỏi. Rồi các bạn có sự phục hồi về tinh thần luôn, tức là các bạn sẽ có một cái nhìn nó lạc quan hơn, một cái nhìn mà các bạn sẽ thấy là đầy cái sự sống sẽ mở ra cho các bạn nha.
Oh my God, khẳng định rất là mạnh mẽ luôn á, bởi vì đây lại là một cái đảo kho báu nữa. Thì cái sự sum họp đoàn tụ của các bạn tụ một á, cái phần tụ về nó là nổi bật hơn nha. Tức là sự tụ về về cái phương tiện vật chất, về tài lộc, về những khía cạnh của sự thịnh vượng nè, nở rộ tài năng. Có nghĩa là ở đây có con rùa nữa, thì giống như các bạn tụ một sẽ sử dụng những cái tài năng của bản thân, sử dụng thực lực của bản thân nè, và có sự kiên nhẫn luôn, tại có sự kiên nhẫn hoặc là các bạn đã có cái sự cống hiến nhiều trong cái khoảng thời gian vừa rồi, cho nên là các bạn đang từng bước là tìm thấy cái kho báu của bạn. Thì cái kho báu của các bạn tụ một trong trường hợp này nó cũng mang một cái ý nghĩa là bạn sử dụng tài năng của mình đó, mà bạn thành công nha. Bạn cải thiện về khía cạnh của tài lộc rất là rõ. Sự tụ về nó giống như là sự hội tụ lại, cái sự thịnh vượng vật chất á, tụ lại với các bạn, hay còn gọi là thần tài đến nhà các bạn. Các bạn có time for a nap và các bạn có never ending story. Với các bạn tụ một thì sẽ có cái vấn đề nào đó nó chưa có được giải quyết xong, có nghĩa là các bạn đừng có nôn nóng để làm cho nó xong chuyện. Cái vấn đề đó của các bạn là nó liên quan đến yếu tố của thời gian, hoặc là nó liên quan đến đến nhiều thứ khác nữa mà không chỉ có một mình bạn thôi. Giống như nó sẽ còn liên quan đến cái người khác, rồi nó còn liên quan đến cái việc là bạn phải nương theo cái dòng chảy cuộc sống á, tức là bạn phải nương theo cái bánh xe cuộc sống nó xoay chuyển nữa, cho nên nó cần cái thời điểm đúng thì bạn mới giải quyết xong. Như vậy là đôi khi các bạn tụ một không thể nôn nóng, không thể đốt cháy giai đoạn, không không nên quá nôn nóng để giải quyết vấn đề. Đôi khi cái nhận thức của các bạn nó có nhiều sự thức tỉnh lắm, nhưng mà cái chuyện gì đó nó cũng là một cái quá trình đó, bạn muốn nôn nóng cũng không có được nữa. Thay vì như vậy, đừng có để bản thân của mình trong cái tình trạng nó burn out, hoặc là trong cái tình trạng là bạn cứ rất là nôn nóng để giải quyết cho xong á, thì bạn hãy đan xen vào đó một cái quá trình nghỉ ngơi, một cái quá trình nạp năng lượng để bạn có thể chạy đường dài cho cái vấn đề này nha. Cho cái vấn đề mà bạn đang chưa có xử lý xong á, là bạn phải chạy đường dài với nó thì bạn mới mới xử lý được. Để mình tiếp. Các bạn có two up coin, hai tiền ha. Six up swords, sáu kiếm. Và các bạn có knight, kỵ sĩ tiền. Các bạn có ba kiếm. Và các bạn có, wow, các bạn có 9 ly. Ôi trời ơi. Các bạn tụ một là đang rất là cân bằng cuộc sống. Có những thời điểm tự nhiên các bạn thấy nó hơi chao đảo, hơi bị mất cân bằng. Thời điểm đó là coi như kích hoạt cái tổn thương bên trong của các bạn nhiều lắm, bởi vì nó cũng có những cái sự thay đổi ở nơi các bạn nha. Có những sự di chuyển qua những nơi mới, có cái gì đó mà nó bị bất ngờ, hoặc nó không có phải là bất ngờ lắm, nhưng mà do cái tính chất của cái sự thay đổi đó làm cho các bạn cảm giác nó bị lạ lẫm. Thế là các bạn có xu hướng nhớ về những cái cũ. Chẳng hạn như bạn có sự di cư qua một nơi khác, thì tự nhiên có những cái lúc á, mà cái cảm xúc nổi lên và bạn cảm thấy nhớ nhà, nhớ quê hương. Cái này nó chỉ đơn thuần là cho thấy á, cái tình yêu thương trong người của các bạn lớn là một. Cái hai, đơn giản là cái giai đoạn đầu nó khiến cho người ta bị cái cảm giác lạ lẫm, cho nên thành ra là bạn đôi khi cảm thấy bị tủi thân, bị cảm thấy khác biệt văn hóa, bị cảm thấy nó lạ lẫm. Cho nên là đôi khi nó có kích hoạt tổn thương đứa trẻ bên trong của bạn, tức là bạn sẽ nhớ lại cái gì đó nó tủi thân. Nhưng mà các bạn tụ một á,
là những gì đang diễn ra cho các bạn, đó là những điều rất đúng và phù hợp. Nó là món quà, nó là cơ hội. Bạn sẽ bắt đầu xây dựng lại cái sự nghiệp của mình một cách nó từ từ. Cái năng lượng của các bạn nó hay ở một chỗ là khi nó đã đi bước nào nó sẽ chắc cái bước đó ha. Và sắp tới đây á, giống như là sau khi các bạn khóc á, là phép màu nó sẽ đến liền. Đó là mình đang giải thích nó rất là sát cái nghĩa của lá bài luôn. Nó mang cái ý nghĩa là ý muốn nói là sau cái giai đoạn bạn cảm thấy buồn buồn, tủi thân, nhớ nhà, nhớ cái gì đó, những chuyện cũ, thì cái ước mơ của bạn thành hiện thực. Tức là cái ước mơ nào đó nè, nó đến liền luôn. Hay là ví dụ là một ngày nào đó tự nhiên các bạn buồn, tủi thân, rồi khóc, rồi qua ngày hôm sau tự nhiên bạn lại giải quyết được vấn đề. Qua ngày hôm sau thôi là ước mơ thành hiện thực. Là năng lượng của các bạn là như vậy. Cho nên ví dụ như các bạn tuổi 1 đôi khi có tủi thân một chút, muốn khóc thì hãy cứ làm điều đó nha. Đôi khi cho bản thân của mình á, nó được thể hiện cái cảm xúc ra bên ngoài được luôn. Ví dụ như buồn hãy cứ khóc đi cũng được nữa, không sao hết. Mình đang nói tóm lại á, là cái năng lượng của các bạn tụ 1 á, cái ước mơ của bạn thành hiện thực nè. Tức là cái gì đó rất là hạnh phúc đến với các bạn, rất là hài lòng đến với mấy bạn ha. Bạn thực hiện được cái điều ước nguyện nào đó của mình. Cho nên là đôi khi có những cái việc gọi là beginning, là những sự khởi đầu mới đến với các bạn. Nó là cái bước chuyển hóa, một bước ngoặt rất là lớn. Nó là cơ hội, là món quà. Nhưng đôi khi nó gây cho các bạn một cái cảm giác nó lạ lẫm. Lạ lẫm là do bạn mới giai đoạn đầu thôi mà, cái chuyện nó mới xảy ra. Cho nên cảm giác lạ lẫm rất là phù hợp nha, là bình thường. Cho nên đôi khi tủi thân một chút, khóc một chút thì cái đó nó cũng là chuyện bình thường, không sao hết. Hãy cho phép bản thân của mình có quyền như vậy. Các bạn sự sum họp đoàn tụ nào, sự sum họp đoàn tụ của các bạn á, nó là cái sự tụ về á, tức là tụ về cho những điều ước của các bạn thành hiện thực. Sự tụ về của chuyển hóa của tài lộc đến với các bạn nha, và sự gặp gỡ lại những người mà các bạn đã từng quen biết. Còn ngoài ra thì là thấy nhiều sự thay đổi của các bạn, rồi có những chuyến đi, có những sự khởi đầu mới. Rồi, chúng ta có door to spirit, cánh cửa của tâm linh ha, patience, đồng hồ nè, sự kiên nhẫn. Các bạn có luân xa con mắt thứ 3. Giai đoạn này là một giai đoạn rất là phát triển về tâm linh của bạn á. Cái giai đoạn phát triển về tâm linh nó cũng sẽ là cái giai đoạn mà làm cho các bạn nhìn lại vào bên trong của bản thân rất nhiều. Là cái giai đoạn mà bạn overview hết, xem xét lại hết mọi thứ liên quan đến mình. Rồi bạn nhớ lại hết, giống như bạn logic, bạn sâu chuỗi, bạn kết nối, bạn liên kết lại hết tất cả những việc trong quá khứ cho đến hiện tại. Cho nên thành ra cái cảm xúc nó sẽ nhiều lắm đấy, cho nên hãy cứ ôm lấy cảm xúc của mình. Đây đánh dấu cột mốc bạn phát triển về tâm linh nha. Và cái bước đầu tiên mà bạn thấy sự phát triển về tâm linh của các bạn đó chính là nâng cao về cái giác quan thứ 6, luân xa con mắt thứ 3. Cho nên bạn sẽ thấy trực giác rất mạnh. Tại vì luân xa con mắt thứ 3 nó là luân xa tâm linh mà. Và bạn cũng sẽ cảm nhận được cái sự kết nối với vũ trụ mạnh hơn. Bạn sẽ cảm nhận được ngay thôi. Đó là đánh dấu cho cái cột mốc bạn đang phát triển về tâm linh. Cái này sự sum họp đoàn tụ nào đến với bạn, tức là tìm về nguồn cội á, tức là bạn tìm về chính mình nè, bạn hiểu bản thân mình hơn. Sự sum họp đoàn tụ của bạn là một cái sự gọi là kết nối lại với linh hồn của mình, hay còn gọi là bắt đầu một giai đoạn sống tìm thấy một cái ý nghĩa cao hơn, hay còn gọi là bạn sẽ bước qua giai đoạn nhìn thấy rõ cái sứ mệnh linh hồn của mình là gì. Rồi, như vậy mình tóm ha. Thứ nhất, sự sum họp đoàn tụ là trong các mối quan hệ bạn đã từng biết họ. Không loại trừ trường hợp quan hệ tiền kiếp nha. Rồi, cái thứ hai là tài lộc tụ về. Cái thứ ba là ước mơ thành hiện thực. Cái thứ tư là phát triển về tâm linh. Và cái thứ sáu là cái mà dường như đã và đang diễn ra với bạn rồi, chính là những sự khởi đầu mới, những sự thay đổi, những sự di chuyển.
Rồi, mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tụ 1. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn tụ 2, mình để đây nha. Chúng ta nói về chủ đề là sự sum họp đoàn tụ nào đang đến với bạn. Các bạn có thông điệp đầu tiên là trust, niềm tin. À, sự sum họp đoàn tụ đang đến với các bạn tụ 2 á, cái đầu tiên mình nhìn thấy là sự kết nối lại với bản thân. À, các bạn sẽ bắt đầu là có niềm tin mãnh liệt vào trong bản thân mình. Cái mà các bạn lấy lại đầu tiên chính là sự tự tin. Và đây là cái mà cực kỳ quan trọng luôn, bởi vì nó đang đánh dấu một cái cột mốc là bạn nâng cao tần số năng lượng của mình lên. À, tần số rung động năng lượng càng cao nghĩa là bạn sẽ cảm thấy càng tự tin, càng có nhiều niềm vui hạnh phúc, càng có nhiều sự thành công và càng tin tưởng vào trong những cái lý tưởng, những cái ước mơ của mình, tin tưởng vào vũ trụ. À, cho nên mình đang thấy rõ là các bạn đang kết nối lại với linh hồn của bản thân á. À, bắt đầu là yêu thương bản thân mình nhiều hơn, đầu tư vào bản thân của mình nhiều hơn, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn và bắt đầu tự tin, có nghĩa là tin rằng mình có thể làm được cái này cái kia. Hoặc là bạn đặt niềm tin mãnh liệt vào bản thân á, bạn không thoát khỏi cái tình trạng nghi ngờ bản thân, chẳng hạn như là nghi ngờ liệu mình có làm được hay không, rồi nghi ngờ liệu mình có thay đổi hay không á, là bạn thoát khỏi cái tình trạng nghi ngờ bản thân. Các bạn có lighten your load, làm nhẹ đi những cái gánh nặng của bản thân. Rồi, và các bạn có passion, wow. Năng lượng của các bạn tụ 2 đang là năng lượng của cái việc tập trung vào bản thân mình là chủ yếu. Tìm thấy được những cái sở thích đam mê của mình. À, bắt đầu là biết phân chia gánh nặng, phân chia công việc của mình ra. Có nghĩa là năng lượng chính yếu của các bạn tụ hai là sự kết nối với bản thân và bộc phát ra tài năng của mình. Giống như các bạn tụ hai xây dựng rất là nhiều thứ cho bản thân, bạn có thể đang xây dựng một cái sự nghiệp riêng, bạn xây dựng một cơ sở kinh doanh riêng, bạn đang xây dựng cái lý tưởng riêng cho bản thân. Nhiều bạn tụ hai đã có thể tìm thấy cái lý do cho cuộc đời của mình nè. Rồi nhiều bạn đã tìm thấy được cái sở thích, cái niềm đam mê của mình là gì. Và nhiều bạn tìm thấy cái sứ mệnh linh hồn của mình là gì. À, cho dù bạn đang ở giai đoạn nào thì mình đang muốn nói là thời điểm này trở đi là thời điểm bạn sẽ đạt được những cái mà mình vừa liệt kê nha. Cho nên các bạn tụi hai sẽ chính thức bước vào làm cái việc mà bạn rất đam mê, một bộ môn nghệ thuật nào đó, âm nhạc gì đó, hoặc là một lý tưởng nào đó của bạn, một cái niềm đam mê nào đó của bạn, cái năng khiếu sở trường nào đó của bạn. À, bạn rất là bộc phát tài năng. Cho nên sự sum họp đoàn tụ của bạn là bạn đầu tư vào bản thân á, bạn bộc phát ra tài năng thực sự của mình, bạn tin tưởng vào bản thân á, và mạnh dạn làm những gì mà các bạn rất là yêu thích. Một cái nữa mình thấy các bạn tụi hai từng là cái người rất là làm có quá nhiều những cái công việc để bạn làm, có nghĩa là bạn kiến tạo ra cuộc đời của mình. Nhưng mà nó rất là nhiều việc, nó không là một việc đâu, nó phải là hai ba công việc gì đó trở lên. Cho nên đôi khi á, bạn sẽ là cái nhân vật trung tâm, bạn xử lý hết mọi việc. Cho nên đôi khi bạn cũng có một cái cảm giác á, nó đầy áp lực, nhưng mà mình đồng ý là nó đầy đam mê trong đó. Tức là bạn yêu công việc của bạn lắm, bạn đầy đam mê nhưng mà áp lực cũng có. Tại vì giống như đôi khi các bạn sẽ cảm thấy nó bị quá sức, mình phải xử lý nhiều việc á. Đây là cái mà các bạn, vũ trụ thì kêu gọi các bạn là lighten, hãy làm nhẹ bớt cái gánh nặng của bản thân á. Tức là bạn sẽ tổ chức như thế nào đó, nó thích hợp hơn, nó phân chia công việc ra như thế nào đó, hoặc là bạn sẽ làm công việc từng bước nhỏ như thế nào đó. Mà các bạn sẽ có một cảm giác là bạn cũng là giải quyết bao nhiêu công việc đó thôi, nhưng sẽ không còn cảm giác áp lực nữa. Như vậy là nó rất là phụ thuộc vào cái kế hoạch, cái óc tổ chức của các bạn ha, và cái khả năng phân chia công việc của các bạn. Co-create, đồng sáng tạo here and now.
tập trung vào ngay lúc này tại đây. All that lister. Wow. Cái công việc của các bạn tụi hai á, là nó đầy cái sự lấp lánh, đầy sự đam mê. Mình cảm thấy có gì đó nó sẽ liên quan đến ánh sáng rất là nhiều. Có thể nhiều bạn làm trong những lĩnh vực của nổi tiếng nữa nè. Các bạn có thể là diễn viên, các bạn có thể là ca sĩ. Mình đang ví dụ một vài trường hợp thôi nha. Đấy, các bạn có thể là một nghệ sĩ nào đó. Thì đại khái công việc của các bạn tụi hai có cái gì đó nó liên quan đến sắc màu và ánh sáng. Có thể là bạn sử dụng các phương tiện, bạn sử dụng các phương tiện, các kỹ thuật này nọ nhiều, và bạn kết hợp thêm nhiều với ánh sáng, các bạn kết hợp thêm nhiều với lại sắc màu. Hoặc là các bạn tụi hai đang rất là tập trung tìm hiểu về vàng, về kim loại vàng đó. Rồi các bạn tụi hai sự sum họp đoàn tụ nào, thì mình thấy là bạn có người hợp tác, có đồng nghiệp, có bạn đồng hành, thì bạn sẽ giữ một cái kết nối nó rất là mạnh với người bạn đồng hành của các bạn nha. Và đây cũng là một thông điệp không loại trừ người bạn đồng hành của các bạn là thiên thần bảo hộ, là spirit guide, là vũ trụ. Cho nên tùy từng trường hợp của các bạn tụ hai, có một số bạn là có người bạn đồng hành, tức đây là người vợ, người chồng, người yêu, một người bạn nào đó của bạn. Hoặc không phải như thế thì có nghĩa vũ trụ chính là bạn đồng hành của bạn á. Rồi sự xung hợp đoàn tụ của các bạn tụ hai á, cái năng lượng chính yếu là gì? Là tài năng, là niềm đam mê, là sở thích, là năng khiếu, là sở trường, là công việc yêu thích của bạn đó. Năng lượng chính của bạn là cái đó nha. Rồi mình tiếp. Các bạn có the shadow side. The shadow side, cái lá này phóng ra nha, kỵ sĩ nước. Ồ, có sự sum họp đoàn tụ thật sự. Trời ơi, 4 gậy và 8 kiếm. Các bạn tụ hai là có sự sum họp đoàn tụ với người các bạn yêu. Một số bạn kết hôn luôn. Trường hợp các bạn tụ hai á, là cái thời điểm này nè, tự nhiên nó cũng có kích hoạt cái bóng tối, cái phần tối bên trong bạn, tức là gì, kích hoạt cái tổn thương đứa trẻ bên trong của bạn á. Có kích hoạt đến nha. Giống như các bạn đã từng bị tổn thương nào trong cuộc sống, trong tình yêu, trong công việc vân vân, tự nhiên cái các bạn đôi khi cũng bị yếu đuối xuống một chút. Hoặc là các bạn bị kích hoạt trong lúc các bạn bị mệt, tức là các bạn làm việc nhiều, các bạn bị mệt, tức là bị đuối về sức khỏe. Hoặc là trong lúc tinh thần của các bạn bị đuối, có nghĩa nếu như tinh thần mà suy nghĩ nhiều, hoặc là các bạn làm cái công việc trí óc nhiều, thì đến lúc các bạn bị đuối á, thì khi đó các bạn rất là cần nạp năng lượng. Hoặc là các bạn chú ý đến coi mình có bị hạ đường huyết hay không. Nếu như các bạn chưa kịp nạp năng lượng, mình bị hạ đường huyết, thì có nghĩa là khi đó não của các bạn nó sẽ suy nghĩ theo cái hướng nó hơi tiêu cực nha. Cho nên rất là quan trọng trong cái việc là để ý khi mình mệt, đuối sức khỏe hoặc đuối tinh thần, thì lưu ý các bạn hãy cung cấp năng lượng cho bản thân. Đó, thì các bạn sẽ thoát khỏi cái sự suy nghĩ vào trong cái tổn thương. Rồi, sự xung hợp đoàn tụ của các bạn là tình yêu, là hôn nhân luôn. Tức là ai đó yêu thương các bạn tỏ tình luôn và kết hôn luôn. Rồi đây là bạn, còn nếu như nhân vật nam này là các bạn tụ hai thì có nghĩa là các bạn sẽ tỏ tình và các bạn sẽ kết hôn á. Ở đây các bạn thấy nhiều năng lượng vàng nha, nhiều năng lượng vàng đấy, cho nên các bạn có để ý đến kim loại vàng trong thời gian này, mình có thấy đó. Rồi à, các bạn tụ hai, chúng ta có The Temple Park. Trời ơi, The Temple Park là một cái ngôi đền thiêng liêng, và ánh sáng nó cũng là ánh vàng. Các bạn, ánh sáng thì mình thấy là đỏ nè, vàng nè. Rồi các bạn cũng là những người rất là thiêng liêng, có đức tin. Có đức tin. Wow, hợp lý. Tại vì các bạn đã nâng cao cái tần số năng lượng là tin tưởng vào bản thân, thì sẽ tin tưởng được người khác và sẽ tin tưởng được vũ trụ, vào các đấng thiêng liêng. Rất là hợp lý á, tại vì bạn đang rất là phát triển cái gọi là niềm tin. Rồi. Oh, the sun luôn.
Trời ơi, sự sum họp đoàn tụ nào của bạn tuyệt vời á, là sự thành công. Sự thành công sum họp đoàn tụ trong tình yêu, trong hôn nhân. Có thể có bạn sinh em bé sau đó luôn nha, có tin vui về em bé sau đó luôn. Nhiều bạn được cải thiện về mặt sức khỏe. Rồi nhiều bạn thành công trong công việc. Nhiều bạn thành công trong cái sự phát triển bản thân. Nhiều bạn làm có những cái sự chữa lành gần như là hoàn toàn cái tổn thương của các bạn luôn. Oh my god, Dinh Gian, các bạn tụi hai nổi bật là tình yêu hôn nhân. Rồi. Dinh Gian sự hòa hợp âm dương. Có nghĩa là các bạn sẽ rất là được chữa lành cái khía cạnh, nghĩa là các bạn sẽ cảm giác đầy đủ năng lượng âm dương trong cơ thể mình. Chữa lành luân xa hai. Rồi các bạn gặp người phối ngẫu á, tức là các bạn thành công trong tình yêu, trong hôn nhân. Tin vui có em bé là thấy rất rõ nha. Wow. Mình thấy là đủ rồi á, đủ thông tin. Cho nên mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tụ hai. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn tụ ba, mình để đây nha. Chúng ta nói về chủ đề là sự sum họp đoàn tụ nào đang đến với bạn. Các bạn có blessing, phước lành. Sự sum họp đoàn tụ của các bạn tụ ba nó mang ý nghĩa là đến cái giai đoạn bạn được nhận cái phước lành nha. Tức là những gì các bạn đã gieo trồng á, thì thời điểm này là thời điểm các bạn gặt hái. Thời điểm là thời điểm các bạn thu về, các bạn nhận về. Sự tụ hợp lại các bạn đó chính là phước lành. Rồi đây còn là một cái thời điểm mà các bạn sẽ nhận ra những cái giai đoạn mà các bạn thấy nó là cái bước ngoặt trong cái sự chuyển hóa, những cái bước ngoặt các bạn có những suy nghĩ khác đi cho cuộc đời của mình. Thì cái điều đó nó làm cho cuộc đời của các bạn đi theo cái hướng là sau này bạn sẽ thấy là đó là một phước lành, là phép màu, nó là một cái điều tuyệt vời trong cuộc đời của các bạn. Năng lượng nữ tính của các bạn sẽ được tăng lên, kể cả bạn là nam hay nữ hay thuộc bất kỳ giới tính nào nha. Tức là cái khả năng yêu thương, thấu hiểu, cái khả năng tâm lý của các bạn ngày càng tăng, cái sự ôn hòa hài hòa, cái sự nhẹ nhàng dịu dàng, cái sự tinh tế của các bạn ngày càng tăng, và cái trực giác, cái giác quan thứ sáu á của các bạn ngày càng tăng luôn. Tức là cái sự tụ về của các bạn á, nó làm một cái bước nhảy vọt luôn á, tức là một cái sự thay đổi rất rất lớn về cái nhận thức. Nhận thức của các bạn á, là các bạn thấy toàn bộ mọi việc xảy ra với mình nó đều có những cái lý do. Nó đều có những cái lý do rất là tuyệt vời. Nó đều là cơ hội. Nó đều là phước lành đến với các bạn. Các bạn đang trong cái năng lượng này. Các bạn sẽ tiến tới cái năng lượng này nha. Oh, strength, sức mạnh nè. Wow. Rồi à. Các bạn có confidence, sự tự tin. Wow. Năng lượng của các bạn tụ ba đó là nhiều những cái sự thay đổi từ bên trong, rồi rồi nó tới luôn cái giai đoạn có những cái sự thay đổi từ bên ngoài. Giống như các bạn kiểu là rèn luyện á, rèn luyện đến một lúc nào đó, cái sự rèn luyện thì mình sẽ gọi nó là số lượng ha, thì các bạn rèn luyện nhiều đến một lúc nào đó nó sẽ thay đổi về chất, nó sẽ trở thành một cái chất lượng cao hơn. Giống như các bạn có sự rèn luyện bản thân, hay còn gọi là cái sự thay đổi của các bạn đó là từ bên trong, và cái sự nỗ lực nó rất nhiều,
Cho nên là nó dẫn đến cái sự thay đổi về hoàn cảnh, về số phận luôn, dẫn đến cái sự thay đổi về những cái sự việc bên ngoài của các bạn luôn. À, năng lượng của các bạn tụ ba là cái sức mạnh nội tâm ngày càng tăng nè, các bạn ngày càng đạt đến cái trạng thái tự tin vào bản thân. Thì làm sao, có nghĩa là khi các bạn đạt đến cái trạng thái tự tin về bản thân rồi á, thì giống như các bạn sẽ qua một cái trạng thái limitless, không có giới hạn. À, có nghĩa là bạn lúc đó rất là tự tin và cứ tiến về phía trước rồi lại tiến về phía trước thôi. À, lúc đó các bạn, thời gian không là gì quan trọng với bạn, nơi chốn cũng không là gì quan trọng với bạn. Giống như kiểu là bạn đã hạnh phúc rồi, thì cho dù cái nơi chốn đó nó đã là một nơi hoàn hảo chưa, thì bạn vẫn cảm thấy nó là sự hoàn hảo, nó là phước lành. Và kể cả bây giờ bạn đang là bao nhiêu tuổi, bạn quá trẻ hay là bạn quá lớn tuổi, đối với các bạn tụ ba, các bạn không có còn quan trọng cái chuyện đó nữa. Cho nên bạn đã đạt đến cái trạng thái là bạn chỉ tiến về phía trước thôi. Bạn có những cái mục tiêu rõ ràng và bạn có những cái niềm tin chắc chắn, những cái niềm tin nó vững mạnh vào trong những gì các bạn đang làm. Niềm tin vững mạnh vào bản thân của các bạn. À, và các bạn đã đang từng bước nhìn thấy rõ cái sự chuyển hóa, cái phước lành, cái phép màu nó đến với cuộc đời các bạn như thế nào, tức là bạn đang ngày càng thấy rõ cái sự chuyển hóa đến với cuộc sống của mình. Tức là nhiều cái nó thay đổi, mà là cái sự thay đổi theo cái hướng các bạn sẽ nhận được cái sự phước lành. Poise rất là kết nối. Đây là một cái trạng thái mà bạn vỡ òa vì hạnh phúc, vì sung sướng, vì thành công á, nghĩa là phấn đấu phát triển bản thân thành công luôn. Xây dựng công việc thành công, có một bước ngoặt nào đó mà bạn vượt qua nha. Tức là một bước ngoặt nào đó bạn vượt qua, bạn phát triển, bạn làm được, bạn thành công á. To be fair luôn, cái sự công bằng công lý đến với các bạn luôn. Rồi đây là một cái giai đoạn, nó giống như là giai đoạn gieo trồng qua rồi đến giai đoạn gặt hái cái kết quả của nó nè. À, bạn cảm thấy là cuộc sống nó rất là công bằng luôn. Rồi, ngoài ra mình còn thấy các bạn tụ hai có sự phát triển cao hơn về mặt trí tuệ. Vậy sự sum họp đoàn tụ nào đến với bạn? Là chính là cái sự sum họp đoàn tụ mà nó tự tự như là những gì mà các bạn đã rất là trông chờ vào cái tương lai á, thì cái điều đó nó đến với bạn á. Tức là giống như các bạn nỗ lực vì bản thân, phấn đấu cái điều gì đó, thì cái gì sum họp đoàn tụ với bạn, tức là bạn đạt được cái điều mà các bạn rất là phấn đấu đến. À, tức là sự sum họp đoàn tụ của các bạn là các bạn nhận lấy cái kết quả, hay còn gọi là sự tụ về ha. À, cái sự tụ về cho những cái kết quả mà bạn đã gieo trồng. Mình thấy thì cái năng lượng của bạn là hạnh phúc, là tự tin nha, là thành công, là phước lành. À, mình có thấy sự bền vững ở đây nữa nha, tức là bạn đang làm cái gì đó, cái năng lượng nó đang đi theo xu hướng bền vững. À, và mình thấy còn phát triển xa nữa, phát triển xa, to the sea là ra biển lớn, tức là bạn sẽ phát triển nhiều hơn nữa. Có nghĩa là hai cái lá này cực kỳ kết nối nè, giống như hồi nãy mình đã nói, cái lá bên trên đó là khi bạn tự tin rồi là bạn cứ hướng về phía trước rồi lại hướng về phía trước, có nghĩa là cứ hướng tới cái mục tiêu này hoàn thành, các bạn có những cái mục tiêu khác phát triển hơn, thì nó tương đương với cái thông điệp ở dưới này là ra biển lớn á, tức là phát triển lớn ra, vượt ngoài vùng an toàn. Rồi, chúng ta có năng lượng của A Queen of Cup, nữ hoàng nước. Đây, hồi nãy các bạn có nhớ mình đã nói là mình đã nhìn thấy trong cái lesson này năng lượng nữ tính của các bạn tăng á, thì nữ hoàng nước được đại diện của năng lượng nữ tính á. À, sự thấu hiểu tâm lý, sự yêu thương, sự tha thứ, sự tinh tế, sự nhẹ nhàng, dịu dàng, hài hòa. Rồi à, ôi các bạn có 10 ly luôn. Các bạn có The Chariot. Ôi các bạn có nữ hoàng tiền. Năng lượng của các bạn tụ ba là xuất sắc nhất trong cái trải bài á.
Cái sự sum họp đoàn tụ của các bạn là gì? Là sự hạnh phúc trong tình yêu, trong hôn nhân. Có nhiều bạn sẽ có tin vui, có thêm em bé, tức là các bạn sẽ có tin vui, sẽ mang thai thêm. Rồi, sự sum họp đoàn tụ của các bạn là trong tình yêu, trong hôn nhân, trong gia đình nha. Có thể một số bạn sẽ sum họp đoàn tụ với người thân trong gia đình. Một số bạn là gia đình nhỏ tức là vợ chồng con cái có sự sum họp đoàn tụ. Rồi, có một số bạn á, thì các bạn kết thúc cuộc đời độc thân á, và các bạn chuyển qua cuộc sống là bạn lập gia đình luôn. Và dự đoán là các bạn cũng sẽ có luôn cái tin vui có em bé. Rồi. Các bạn tu ba là những người tự tin á, và có nhiều cái con đường mở ra cho các bạn, con đường nào nó cũng là tốt. Và mình thấy là các bạn không có phải suy nghĩ nhiều nha, tại cái năng lượng của các bạn là năng lượng của cái việc rất là hành động. Còn cái năng lượng mà suy nghĩ nhiều nè, năng lượng của lập kế hoạch này nọ thì mình thấy là bạn đã làm rất tốt trong cái khoảng thời gian trước rồi. Và đây là thời gian mà mình thấy các bạn hành động nhiều hơn. Rồi các bạn sẽ rất là thành công á, cho tài lộc, có nghĩa là nhiều bạn sẽ là một cái chỗ dựa vững chắc cho gia đình, tức là giống như kiểu bạn là trông coi nhà cửa đất đai vườn tược, giống như bạn ở vị trí của hậu phương á. Vị trí của hậu phương có nghĩa là chủ yếu cái công việc của bạn là chăm sóc gia đình, là bao gồm tất cả những cái gọi là chăm sóc cho cái tình yêu thương của mọi người trong gia đình là một, mà các bạn giống như kiểu là quản gia luôn, quản lý gia đình luôn, có nghĩa là quản lý nhà cửa đất đai ruộng vườn nè, quản lý tiền bạc của gia đình. Để mình tiếp nha. Các bạn rất là hạnh phúc rồi. Cũng có mình có thấy một số trường hợp các bạn độc thân nữa. Mình thấy các bạn độc thân thì các bạn sẽ có một cuộc sống như mơ ước á, một thiên đường luôn, tại vì bạn rất là mạnh. Bạn sẽ rất mạnh về tài chính sau này ha, rất là mạnh về nhà cửa đất đai. Sau này vườn tược sau này. Các bạn có hostility, đầy kho báu nữa nè. Red and rejuvenation. Các bạn có ăn số up strength, lá bài strength các bạn lặp lại lần thứ hai. Trên đây cũng là strength nè. Lá bài của sức mạnh. Thì cái lá bài này nó mang cái ý nghĩa là những việc các bạn làm nó đi, nó là đi đường dài, nó mang tính chất của sự bền vững. Mang tính chất của sự bền vững. Rồi các bạn tụ ba làm các bạn thành công có sự tụ về về vật chất, sự phong phú, sự thịnh vượng là thấy rõ ha. Tuy nhiên các bạn tụ ba có thể là một số bạn, nhất là những bạn nam, thì một số bạn có thể tính cách còn nóng tính, tính cách có cái gì đó giống như là có cái gì để mình diễn tả sao ta, giống như là ví dụ như các bạn từng làm sếp á, thì giống như các bạn là một người sếp rất là khó tính, một cái người sếp mà giống như kiểu vua kiếm á, có gì đó nó rất là nguyên tắc, rất là khó tính. Thì cái đó là tính cách của các bạn á. Các bạn lý trí logic, trong công việc là không có để cái cảm xúc vào, đôi khi người ta sẽ nhìn thấy các bạn quá lý trí mà không có thấy cái cảm xúc đâu. Thì mình thấy là theo thời gian thì dường như bạn bạn không còn tính cách này nữa, kiểu như dường như là bạn tu tập nhiều á, mình thấy bạn ngồi thiền nhiều, có thể bạn có không gian riêng, thời gian riêng cho cái quá trình tu tập tâm linh của mình, các bạn ngồi thiền rất nhiều mà các bạn cải thiện được cái tính cách gay gắt của các bạn nha. Mình thấy là những cái tính cách nó rất là lạnh lùng, khô khan, gay gắt. Thì cái tính cách đó dường như các bạn sẽ không còn tính cách đó nữa mà trở thành một cái người hài hòa hơn, dịu dàng hơn. Và bạn cũng trẻ hơn theo thời gian luôn. Cái sự chuyển hóa của cái sự nỗ lực tập luyện của các bạn nó làm chuyển hóa các bạn về ngoại hình luôn nha. Mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tụ ba. Cảm ơn các bạn rất nhiều.